Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh vlog của Coastsky. Thì lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau luôn. Thì không biết là các bạn có khỏe không nè, không biết là có ai đã từng bị Covid hoặc là đang bị Covid không. Thì Sky mới khỏe Covid được một tuần luôn đó mọi người ơi. Thì Sky đã chia sẻ với các bạn là một tuần qua thì Sky không thể nào mà làm YouTube được. Ok, vậy thì hôm nay thì Sky đã ổn định lại rồi và Sky sẽ quay một tập vlog để kể cho các bạn nghe về cái hành trình mà Sky bị Covid cũng như là những cái triệu chứng hậu Covid như thế nào nha. Chia sẻ với mọi người là nó đã đảo lộn cái cuộc sống của Sky rất là nhiều luôn, cực kỳ nhiều đó mọi người ơi. Và Sky phải mệt lên và xuống khi mà quay cái tập vlog này đó. Nè, chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Sẽ với mọi người là Sky phát hiện bệnh như thế nào nha. Thì vào một ngày đẹp trời thì Sky mua đồ để chuẩn bị đi biển, là ngày kia Sky sẽ đi liền luôn á. Thế là tối hôm đó Sky về và tự nhiên Sky bị sốt, xong rồi họng rát rát ngứa ngứa, xong rồi ho, tới sáng ngày mai là ho dữ dội luôn. Thế là trời, nghĩ là chắc chắn mình bị Covid rồi mà test nhanh hoài không ra. Thế là đi test PCR là trời ơi dương tính luôn mọi người ơi, nhưng mà CT nó vẫn cao nha. Cái chị tại cái tài lượng virus nó vẫn thấp. Thì ta nói là trong cái tình hình đấy là Sài Gòn số ca nhiễm nó đang tăng đúng không? Thì ông bà không thể nào mà gánh cho chúng ta hết được. Nói giỡn thế thôi chứ là Sky bị dính Covid là từ cái chuyến đi về thăm nhà gia đình thì đứa cháu nó bị, thế là nguyên gia đình bị luôn. Thế là Sky 3-4 ngày sau là Sky cũng phát bệnh luôn và Sky cũng biết là nguồn lây của mình luôn á. Vì cũng đã chuẩn bị tinh thần trước rồi nên là Sky bị, khi mà Sky bị Covid á là Sky sẽ cách ly ở nhà luôn. Sky thì ở một mình cho nên là cũng khá là thoải mái. Thì khi mà Sky bị á thì sẽ nhờ đứa bạn mua đồ ăn rồi các kiểu, nó để ở trước cửa thì Sky cứ ra lấy thôi. Một ngày nó sẽ mua cho Sky 2 lần luôn đó mọi người ơi. Tối tối thì nó có thể nó ghé nó ngủ bên phòng bên kia. Bên cạnh đấy thì Sky có đăng ký một cái gói online khám bác sĩ. Cái gói này là bác sĩ sẽ theo dõi mình qua online, chat với nhau. Có Sky có những biểu hiện gì hay là những cái triệu chứng gì thì Sky cứ gọi điện cho bác sĩ, rồi khi mà mình hết Covid rồi bác sĩ sẽ tới để mà bác sĩ sẽ đo cũng như là bác sĩ sẽ khám hậu Covid cho mình luôn, rất là tiện luôn. Và cái quá trình cách ly này thì Sky không thể nào thiếu hai thứ, đó chính là cái máy cái kẹp nhiệt độ và cái máy đo SPO2. Trời, ta nói là một ngày chắc đo mấy chục lần luôn đó mọi người ơi, rất là sợ luôn. Và hai cái thiết bị này là ta nói là song hành với Sky luôn đó mọi người. Ta nói là nói được có 10 hơi là ta nói là ho mấy hơi đó mọi người ơi. Thì chia sẻ với các bạn đó là những cái triệu chứng phụ, những cái triệu chứng mà sau Covid nha, hoặc là trong cái Covid mà Sky thấy nó nặng nhất đối với Sky đó chính là bị rối loạn tiêu hóa. Kiểu như là Sky ăn cái gì Sky cũng rất là khó tiêu và Sky thường xuyên là bị trào ngược dạ dày nè, gây khó thở và cảm giác buồn ói rất là nhiều luôn, và Sky ói rất là nhiều lần mọi người ơi. Thì cái này là do Sky ăn những cái đồ ăn mà lúc trước á Sky ăn kiêng mà nó không ngon đó, thế là cơ thể bây giờ nó phản ứng ra. Thì một tip cho mọi người nè, thì khi mà các bạn mà cảm giác mà buồn ói mà khó tiêu á thì các bạn nên chia nhỏ bữa ăn ra. Có nghĩa là bình thường chúng ta khỏe chúng ta ăn được 10 phần nhưng bây giờ các bạn chỉ cần ăn 5-6 phần thôi, đừng có ăn hết cái đĩa cơm như vậy, và chia nhỏ lượng đồ ăn ra cho Sky. Ngoài ra thì các bạn có thể uống thêm những cái loại nước trái cây hoặc là nước rau củ, thì Sky thường ép những cái nước rau củ với nhau, chuối, táo, rồi rau cải xoăn nè, rồi súp lơ, ép lại thành nước để mà uống, để mà rất là dễ tiêu hóa luôn, nó giúp cho đường ruột của Sky khỏe hơn. Ngoài ra là uống thêm gói men tiêu hóa nữa. Và Sky thấy là nếu như mà chúng ta bị Covid á, thì những cái món ăn này rất là hữu dụng luôn, thì đó chính là cháo. Cháo các bạn có thể nấu với thịt heo nè, rồi cháo thịt bò hoặc là cháo sườn, các bạn có thể mua ngoài cũng được. Lúc mà Sky bệnh là Sky cũng mua ngoài luôn, hoặc là bạn Sky nấu mang tới, bởi vì cháo là dễ húp nhất và các bạn có thể băm thịt nhỏ ra để mà ăn mà húp á. Ta nói là không có mood để mà ăn cái gì luôn đó. Bình thường thì sẽ có những bạn bị Covid là thèm ăn đúng không? Sky là ngược lại, là bị chán ăn. Sky nghĩ cái này là do cơ địa của mình luôn rồi, bởi vì trước giờ Sky cũng rất là kén ăn, cho nên là lúc mà mình bệnh á cơ thể mình rất là mệt, cho nên là cháo là một cái nguồn cứu cánh rất là nhiều luôn. Tiếp theo đó thì các bạn có thể ăn yến mạch nấu. Yến mạch các bạn xay nhuyễn, các bạn nấu ra, các bạn ăn kèm với táo, với nho, với những cái loại trái cây nó chua chua, ăn rất là dễ ăn và dễ nuốt nữa. Đó, hai cái món ăn này là những cái bạn mà bị Covid á, các bạn đang ở nhà thì các bạn nên ăn hai cái
cái món này để mà chúng ta dễ tiêu hóa nha. Mà chia sẻ với mọi người thật lòng á, là Sky cũng ráng ăn lắm rồi mà Sky vẫn tụt 5kg. Trời ơi, tụt mà còn có 69, 70kg à mọi người ơi. Bữa trước là 75kg luôn, cho nên là trời ơi, buồn lắm luôn á. Nhưng mà cố gắng, ta nói là khỏe rồi mình sẽ ăn lại từ đầu nha. Ok. Và sau Covid thì sẽ có rất là nhiều bạn là bị hụt hơi nè, hoặc là bị ho, thì cái này là Sky cũng bị luôn đó mọi người. Thì đầu tiên thì các bạn nên đi bệnh viện để mà khám, hoặc là cho bác sĩ tới nhà để mà khám phổi cho mình nha. Nếu như mà các bác sĩ khám và phổi các bạn bình thường rồi á, thì các bạn có thể tiến hành những cái bài tập thở. Thì Sky sẽ có hai cái bài tập thở cho mọi người đây, này là bác sĩ chị Sky luôn nha. Bài đầu tiên đó chính là thổi bong bóng đó mọi người ơi, là cứ thổi ra rồi cho nó xì ra rồi lại thổi tiếp. Khi mà thổi bong bóng như vậy thì phổi các bạn sẽ hoạt động rất là tốt luôn. Và bài thứ hai á, nếu như mà các bạn không có bóng thì các bạn sẽ tập thở bằng cái cách thở thiền mà Sky đã chỉ mọi người rất là nhiều luôn, đó chính là chúng ta sẽ hít một cái hơi dài và giữ ở đó và thở ra thật là chậm rãi. Và khi mà các bạn làm như vậy là hít một hơi sâu, giữ hơi đó, xong rồi thở ra chậm rãi như vậy, thì phổi của các bạn nó cũng sẽ trao đổi khí tốt hơn. Đó, nhớ cho Sky cái điều này nha. Bởi vì khi mà các bạn tập thở để mà giúp cho các bạn sau này không bị hụt hơi, nói không bị ho, đúng không? Cái này là Sky cũng tập nha, chứ bình thường nha, một tuần khi mà y là mấy vài ngày trước mà Sky mới khỏe xong là ta nói Sky nói 10 hơi là Sky ho luôn đó mọi người ơi. Cho nên là chúng ta phải tập thở cho Sky nha. Một cái điều mà các bạn thắc mắc là không biết là sau khi bị Covid xong á thì chúng ta nên tập như thế nào, thì Sky cũng chia sẻ với mọi người luôn là sau khi mà hết Covid á, Sky cũng phải mất khoảng một tuần á để mà Sky tập nhẹ lại từ từ. Thì một cái tips mà Sky khuyên mọi người á là nếu như các bạn đang tập một buổi mà 60 phút đi, một tiếng rưỡi đi, thì các bạn giảm còn 30 phút thôi cho Sky, tập trong vòng 30 phút thôi và giảm cái trọng lượng tạ xuống, đừng có tập nặng quá. Các bạn giảm xuống cho Sky 50% luôn. Bởi vì thật sự mà nói nha, tập rất là mệt. Mới tập xong là đầu óc choáng váng luôn, sẽ có những cái bạn là bị đau đầu này, là chóng mặt nữa. Thì Sky khuyên mọi người luôn là trước tập là các bạn nên ăn thật là đủ để mà tránh bị tụt đường huyết, cũng như là cơ thể nó đang yếu á, nó đang cần những cái chất dinh dưỡng, cho nên là chúng ta đừng có tập quá nặng nha. Thì các bạn có thể tập một tuần là 3 buổi thôi, và mỗi buổi các bạn tập 30 phút thôi, tranh thủ tập cho Sky. Các bạn có thể tập thân trên nhiều hơn thân dưới, bởi vì thân dưới là nó sẽ lấy năng lượng rất là nhiều, các bạn tập nó sẽ mau mệt hơn. Nếu như mà các bạn muốn tập mông á, bởi vì mông lép đúng không, thì Sky khuyên là chúng ta có thể tập body weight trên những cái bài squat trước, bởi vì Sky thấy là nếu mà gánh tạ liền là chóng mặt lắm mọi người ơi. Sky cũng đã từng thử rồi mà Sky thấy là thôi cứ tập nhẹ nhẹ trước rồi từ từ chúng ta lên nặng cho Sky nha. Nếu như mà bạn thèm squat quá thì các bạn có thể tập với cái dây mini band nè, hoặc là các bạn có thể tập cái bài mà squat với tạ đơn á. Ngoài ra là chúng ta có thể tập những cái bài hít đất, hít xà đơn. Ôi, hít xà đơn cũng nặng lắm, hít đất thôi được rồi mọi người ơi. Hoặc là tập những cái mức tạ nó nhẹ nhẹ thôi cho Sky nha. Và các bạn hãy tranh thủ thực hiện cái chế độ này trong vòng 1 tháng cho Sky. Sky nghĩ là 1 tháng thì cơ thể chúng ta cũng sẽ ổn định lại, và sau đó thì các bạn có thể tập như bình thường được. Ráng lên nha. Bởi lẽ là sau khi mà bị Covid hết rồi, hết virus trong người rồi á, thì cơ thể của bạn nó vẫn có những cái phần nó sẽ bị tổn thương, cho nên là chúng ta nên để nó nghỉ ngơi và chúng ta nên hồi sức lại từ từ, nó sẽ tốt hơn. Và một phần rất là quan trọng mà Sky muốn chia sẻ mọi người đó chính là những cái triệu chứng mà sau hậu Covid nha. Thì Sky có hai cái triệu chứng điển hình mà Sky bị, đó chính là Sky bị đau đầu, chóng mặt và Sky bị rất là mệt. Tự nhiên làm một tí là mệt luôn. Thì Sky sẽ chia sẻ những cái tip để mà giúp cho các bạn cải thiện cái điều này. Thì đầu tiên là đau đầu chóng mặt á, thì cái này nó sẽ liên quan đến việc là rối loạn thần kinh thực vật nha. Các bạn có thể tìm hiểu trên Google rất là nhiều. Thì sau hậu Covid là rất là nhiều người bị cái chứng này. Có nghĩa là gì? Các bạn sẽ rất là dễ bị đau đầu chóng mặt nè, rồi khó ngủ. Đó, đặc biệt là rất là ngủ khó, rồi ngủ không sâu giấc, rồi hay bị tỉnh giấc giữa đêm. Đó, cái này là do gọi là não bộ của chúng ta nó cũng sẽ bị tổn thương đó mọi người ơi. Cho nên là những cái tips để mà giúp cho các bạn ngủ ngon hơn á, đó chính là gì? Đó chính là việc là các bạn nên tạo một cái môi trường ngủ cho nó lành mạnh, an toàn, có nghĩa là giường ấm, nệm êm nha, rồi xung quanh là các bạn đừng có để tivi hay gì nhiều quá, ngủ trong bóng tối. Rồi trước khi ngủ là chúng ta hãy uống một cốc nước ấm và đừng có nên sử dụng điện thoại nhiều ha, đừng có nên để cho não bộ chúng ta hoạt động quá nhiều trước khi ngủ một tiếng. Các bạn có thể đọc sách thôi,
từ từ các bạn sẽ đi ngủ được dễ hơn. Bên cạnh đấy là đừng có stress hay gì hết. Cái này cũng liên quan đến việc là khi mà đi vô ngủ mà chúng ta mang cái stress vô người là các bạn cũng khó ngủ. Ngoài ra là tập thở đó, những cái điều này nó sẽ giúp cho các bạn đi ngủ được sâu giấc hơn nè. Và các bạn cứ yên tâm đi, là cái giấc ngủ của chúng ta trước giờ chúng ta ngủ bình thường, nhưng mà nếu như mà sau Covid á, các bạn có bị rối loạn giấc ngủ một xíu hay các bạn cứ bình thường chúng ta ngủ ít cũng không sao đâu. Từ từ thì sau 1-2 tuần thôi là cơ thể của bạn nó sẽ trở lại bình thường và các bạn sẽ có được những cái giấc ngủ ngon nha, các bạn cố lên nha. Còn vấn đề mà bị mệt á, thì cái này Sky chia sẻ thật lòng luôn, là sau khi mà bị Covid xong á, thì Sky chỉ làm 50% công suất của mình thôi. Bởi vì 2-3 ngày trước á, lúc mà Sky hoạt động hết công suất luôn, thế là tối về Sky mệt quá, là vừa tập vừa làm đó mọi người ơi. Chính vì thế là các bạn làm ít thôi, có nghĩa là bình thường Sky làm một ngày Sky làm 10 tiếng đi, thì bây giờ Sky làm 5 tiếng thôi. Và Sky nhận ít khách lại, train ít lại, bình thường là 5 người, bây giờ Sky train 2-3 người thôi. Đó, kiểu như vậy. Các bạn nên để cơ thể các bạn nghỉ ngơi và nó hồi phục từ từ. Nếu như mà các bạn bị mệt á, buổi tối các bạn sẽ có cảm giác rất là hay mệt, mệt mà nằm lạ người đi á, thì chúng ta có thể uống một hũ sữa, sữa tươi, sữa Milo gì đó, nó có đường để mà giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn nha. Thì đó, một cái vài những cái cách mà Sky trải qua cái hậu Covid và Sky muốn chia sẻ với mọi người, bởi vì sẽ có rất là nhiều người còn bị những cái chứng khác nó nặng hơn nữa. Chính vì thế mà Sky phải cảm ơn cái việc mà mình đã chích vaccine á, nó sẽ giúp cho mình bảo vệ cũng như là khỏe hơn rất là nhiều trước cái con Covid này. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi tập vlog tuần này của Sky nha, và Sky đã quay trở lại và Sky sẽ có rất là nhiều những cái chủ đề về fitness và chia sẻ với mọi người vào những cái thời gian sắp tới. Hy vọng là các bạn luôn bên cạnh Sky, và chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người những tập vlog tiếp theo. Bye.